Chúng tớ chuẩn bị chơi thật vui với cát hả? Bắt đầu nào! Mình sẽ cắt một lát ra. Wow, nhìn nè, như bánh kem luôn. Ok, đến lần mình. Cảm thấy vui dễ sợ. Wow, một miếng to đùng luôn. Chơi thế này cả ngày cũng được. Có gì đó rất là đã cái nơi khi làm vậy luôn. Cảm giác rất thích ý. Xem nè. Hả? Không cắt được. Cứ như trong này có gì ấy. Chả hiểu làm sao. Khoan, cậu có nhìn thấy không? Cái gì vậy trời? Tại cậu cả đấy. Mình phải tắm đã. Ý là ai dám đánh thức tôi vậy? Đã đến lúc làm thử thách cát động lực rồi. Không, nên mà tập trung vào. Tự mình chơi giỏi thật đấy. Không có vui đâu nha. Đúng vậy. Sẵn sàng cho thử thách tiếp theo chưa nào? Làm gì thế ta? Từ thế cậu. Hiểu không? Không, trợ giúp tí đi. Sao mà chậm hiểu thế? Làm tới mini nè. Sao cậu không nói vậy đi? Wow, nhiều màu sắc dã man. Làm luôn nào. Mình có chút xíu à. Nhưng sẽ ổn thôi. Ôi, mình có ý tưởng này. Mình sẽ bóp vụn cát ra, rồi sau đó là tạo hình. Làm thôi. Mình phải massage cho cát đã. Cứ như nướng bánh ấy. Bắt đầu với cái đầu nha. Mình sẽ lăn cát thành một quả cầu. Mình sẽ nặn nó thành một cục siêu chặt như vậy nè. Xong rồi nặn phần thân. Khi đã xong thì làm mắt nhé. Tụi mình phải thật cẩn thận, không được làm vỡ đâu nhé. Rồi thêm vương miệng là xong nè. Nè, xem đi gái. Gì vậy? Quái vật cưng thế. Cậu có hiểu thử thách này không đấy? Mia lại thắng rồi nhỉ. Ấy, tớ đã xong đâu. Úi, đã thế cơ chứ. Giờ là phần còn lại. Cách xả stress này đỉnh quá. Cảm thấy chẳng còn căng thẳng gì cả luôn. Mình nên làm vậy thường xuyên hơn ý. Ok, sẵn sàng rồi. Xem nè. Wow, tớ sắp khiến cậu hết hồn đó. Mình chỉ cần trộn cát lên thôi. Wow, trò này đỉnh quá. Cậu làm sao mà hay thế? Nhìn cứ nhỉ. Nhưng còn nữa, tớ sẽ cào cát ra. Nhìn nè, chàng trai bé bỏng này là ai? Cứ như ảo thuật đấy. Xem đống cát này nữa nhé. Quái vật xanh dương mà ai cũng thích nè. Wow, đỉnh quá Claire ơi. Quái vật của tớ trông xấu xí hẳn đi. Mình giả bộ như chuyện này chưa xảy ra nhé. Claire thắng vòng này. Woohoo, biết ngay mà. Chúc mừng. Dưới này có gì nhỉ? Lạ quá. Đến lúc bắt đầu game tiếp theo rồi. Đèn đỏ. Đèn xanh. Ý, mình cảm thấy toang toang ấy. Đồ thể dục hả? Đừng nói là phải tập nha. Thử thách tiếp theo đến đây. Các bạn phải cắt hình ngôi sao khỏi cục cát. Nghe có mùi toang rồi đây. Làm sao mà cắt được? Đèn xanh. Mình không chịu áp lực tốt cho lắm. Mình không muốn chơi trò này đâu. Làm cho xong nào. Phải nhanh lên, không lẽ hết giờ mất. Sao mình phải làm việc này chứ? Đèn đỏ. Đừng di chuyển. Đèn xanh. Mình phải nhanh mới được. Không thể cắt được. Đèn đỏ. Đừng di chuyển. Đèn xanh. Đừng làm thế nữa mà. Khó chịu thật ý. Chỉ có một cách thôi. Bị kinh khủng quá. Sao mình lại phải làm thế chứ? Đèn đỏ. Mình hoang mang tột độ rồi đây. Và đèn xanh nè. Mình sẽ ói mất. Cậu có phải cắn nó đâu. Ok, mình làm được mà. Không khó lắm đâu. Mình đang đùa ai vậy chứ? Đèn đỏ. Sao trong này nóng thế nhỉ? Đèn xanh. Đến rồi đây, phần cuối nè. Xong rồi ạ. Thật là đẹp. Cậu làm đến đâu rồi Mia? Tớ cũng xong rồi nè. Nè. Hoa nhé. Cả hai cậu đều rất tuyệt. Thật may vì đã xong rồi. Woohoo. Tuyệt, mình có thể đấm nát ngôi sao xám xí này rồi. Cậu làm quá thật đấy. Tớ hơi quá tay rồi. Đừng lo, tụi tớ dọn được mà. Không có gì để nhìn đâu.
Xin lỗi nha, sẽ ổn cả thôi mà. Không biết tiếp theo là gì nhỉ? Bánh nướng nè, nhìn này, của tớ cả đấy. Không, quay lại đây, nhìn nó đi kìa. Thiệt, bánh nướng Paris, tự mình chia nha. Ồ, cảm ơn bạn thân. Nhìn ngon quá, tớ thèm lắm rồi nè. Để luôn đó hả? Ai chà, chắc tụi mình sắp tiêu rồi. Bánh nướng của tớ cơ mà. Hả? Bánh nướng nào? Sao cậu lại làm thế chứ? Tớ thèm từ sáng tới giờ luôn. Được rồi, làm cho tớ một món tráng miệng từ cát đi. Tuyệt, tụi mình làm được mà. Wow, sao cậu làm được hay vậy? Nhìn những màu sắc này nè, đây chính là thử thách tuyệt nhất á. Chơi nào. Bắt đầu bằng cát màu cam xinh xinh này đi. Mình sẽ cho cát vào ly. Chút nữa nào. Giờ mình nhấn nó xuống nè. Phần này là hay nhất luôn. Cát đang tạo ra các lớp khác nhau. Mình sẽ làm nó thật bằng phẳng. Làm lên tận miệng ly nha. Sẽ tuyệt lắm cho xem. Mình sẽ cần thêm cát. Khoan, hết mất rồi. Nhưng Mia vẫn còn. Tội ác này quá là hoàn hảo. Chắc là cậu ấy cũng không cần đâu. Cho tớ mượn thêm nha. Chuyện gì thế nhỉ? Cái cuối cùng nè. Chỉ cần nặn phẳng ẻm ra thôi. Như vậy nè. Xong xuôi. Nhưng mình còn chưa bắt đầu nữa. À biết rồi, dùng mấy cái bánh nướng này đi. Nhìn ngon khủng khiếp. Phải cố gắng nhịn mới được. Mình chắc chắn sẽ thắng vòng này. Đặt bánh nướng vào trong ly nè. Và cho bánh sô-cô-la lên trên. Giờ ép mấy ẻm ra. Tớ sẽ xếp xen kẽ màu. Rồi nén chặt bánh xuống. Thế nào cũng ngon xỉu. Đây là cái bánh cuối cùng nè. Mình sắp xong rồi. Mùi thơm xỉu luôn. Và trông ngon nữa. Mình cần thêm chút chi tiết cuối nữa. Xíu siêu kem là ổn áp. Ước gì mình ăn được cái này. Thêm kẹo lên cho ngọt nữa nào. Trông quá xịn. Tụi mình giỏi thật đấy. Đâu mất rồi ta? Ăn thôi. Này, đừng đánh giá ta chứ. Mất không thật sự. Quái vật hư quá. Mia thắng. Ồ, thật hả? Thật luôn á? Tớ đã cố gắng hết sức mà. Chứ cậu may mắn lần sau. Wow, trò này quá đỉnh luôn. Chạy đi bé con. Mình chả thấy chán luôn á. Sao cậu ấy không nhanh lên? Muốn nhảy thi không nè? Chơi luôn. Này, tớ đang tập trung mà. Ồ, đang chơi vui luôn á. Hay là thi hát đi. La 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 la. Đùa nhau nữa hả? Tớ đang chơi cơ mà. Wow, cậu ấy đang rất nghiêm túc luôn. Không sao đâu, chỉ có cách nè. Kẻ em với. Xem nhé. Ném đây. Này, làm cái trò gì á? Có phải tụi tớ đâu. Rồi, bắt đầu thử thách thôi. Vẽ Sonic đi. Duyệt. Chắc sẽ vui lắm đây. Mình sẽ bắt đầu với các nét ngoài. Phải thật cẩn thận nha. Vẽ hoàn hảo nhất có thể nè. Vậy là vẽ xong rồi. Giờ thêm chút màu mè nha. Đây là khu vực quanh mũi nè. Mình cần phải tô ở bên trong thôi à. Giờ đừng cái miệng. Cũng ok con dê á, vui phết. Giờ vẽ lông nè, xanh dương là chuẩn nhất. Chắc mình phải bắt đầu thôi. Mình sẽ phác trên giấy trước. Dùng sợi màu đen nè để vẽ nét. Rồi tô màu vào bên trong. Mình sẽ vẽ các đường nằm cạnh nhau. Đừng chừa lại khoảng trống nào nha. Vậy là xong cái miệng rồi. Giờ mình sẽ chuyển qua màu xanh dương. Nãy giờ vẫn siêu ổn, giờ vẽ nét ngoài tiếp nè. Như vậy cậu ấy sẽ cực nổi bật luôn. Xong rồi nè. Ngồi đợi bánh chín thôi. Có vẻ được rồi nè. Wow, Olivia nhìn tuyệt quá. Cảm ơn, em rất tự hào luôn ý. Thật đó hả? Tớ sắp chơi xong rồi á. Này, nhìn cái coi. Chỉ có một cách thôi gái ạ. Chị đi đâu vậy? Có vẻ toang rồi á. Đồ quá đáng. Tại cậu cả thôi. Tuyệt lắm. Giờ cậu đã chú ý tới tụi tớ rồi nhỉ. May mà tôi không có đốt mấy cậu nhé. Olivia thắng. Tại cậu ấy không phá tớ chơi. Tuyệt, mình biết mà. Sao thì hối hận thật đấy. Sẵn sàng chưa? Nhấn nè. trái cây. Chắc cũng dễ thôi mà.
vẻ không rồi. Sao mình phải biến mất cơ chứ? Bất công quá đi. Ok, chuyển thế nào? Tớ có họa cụ rồi nè. Chả nhìn thấy gì luôn. Đầu tiên là vẽ quả chuối nè. Đâu rồi ta? Bố ơi, giúp tớ chút với. Quả chuối của mình. Ý cậu là quả này hả? Mình sẽ đặt nó ở đây. Giờ thì cần một cây bút. Và mình sẽ đồ vòng quanh quả chuối. Ai cần vẽ cơ chứ? Ok, xong nè. Trông xịn sò chứ này. Mình rất tự hào luôn. Cậu thấy sao hả? Tớ thấy cũng được. Đến lượt mình nè. Hay là dùng cuộn băng keo này nhỉ? Mình không xài tay kia được nên dùng miệng cho dễ nè. Giờ là đặt nó lên trên khung toàn. Ổn thì am nhé. Tớ sẽ thêm vài dải băng keo xếp chéo nữa. Giờ bắt đầu vẽ thôi. Tớ sẽ vẽ một hình tròn và tô bên trong. Vui ơi là vui luôn. Đến lúc thêm các chi tiết rồi. Và thêm chấm màu trắng giữa những miếng băng keo. Chuẩn như lý chuẩn rồi. Mình sẽ cẩn thận gỡ băng keo ra. Đừng để bị hỏng nha mọi người. Miếng cuối cùng nè. Ok, vẽ thêm mấy cái lá thôi. Màu xanh lá này rõ là xinh. Tô bên trong cả lá nè. Và thêm vài lá nữa. Xong rồi, xem này má. Là một quả dứa đấy. Làm như thông minh lắm ấy. Thì tớ thông minh thật mà. Chờ chút. Trái cây thật còn xịn hơn nhé. Wow, sao hay thế bạn mình. Vẽ xong đói bụng quá trời. Nào thử miếng đi. Ngon quá trời ạ. Tớ xin miếng nhé. Ăn thế này vui nhỉ. Các động lực chơi siêu vui luôn. Bạn sẽ nặn cái gì với thứ này? Hãy bình luận ngay nha. Đừng quên chia sẻ video này với bạn bè và nhớ đăng ký kênh để xem thêm nhiều video hay ho như thế này nhé.